Đại tư đồ còn đặc biệt nhắc nhở chúng tôi, cho dù phải bỏ cả tính mạng, cũng phải bảo vệ cho sự an toàn của phu nhân và tiểu thư. Các ngươi muốn làm gì? Phu nhân, xin mau xuống xe đi. Đừng có ép huynh đệ của chúng tôi dùng vũ lực. Tráng sĩ muốn tiền bạc gì thì cứ nói, chúng tôi chỉ là đàn bà yếu ớt nơi quê nhà khốn khó. Xin tráng sĩ hãy tha cho chúng tôi. Gia đình dân nghèo, sao lại có nhiều người hầu hạ và thị vệ như thế? Phu nhân chắc chắn là đến từ gia đình giàu có. Nhưng bà yên tâm, chúng tôi chỉ lấy tiền không lấy mạng người. Mau xuống xe đi, giết ngươi về nhà. Bảo họ mang tiền đến chuộc mấy người, mau đi. Mẫu thân, đừng sợ, có mẫu thân ở đây, đừng sợ. Mau lên, mau xuống đi. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, sang đồng. Phu nhân, trên đoạn đường này có rất nhiều sơn tặc, tiểu thư vô cùng quan trọng, tin rằng phu nhân sẽ không để cho tiểu thư có gì bất trắc. Sang đồng, mau, mau đi giết thương đi. Đừng có chơi kế dòng do tam quốc với người thô lỗ như ta đi. Đao này của ta không dễ nói chuyện như ta đâu. Mau giết, sang đồng, báo. Bẩm phu nhân, tại hạ là thuộc hạ của đại tư đồ. Đại tư đồ biết phu nhân sắp đến, đặc biệt phái tại hạ đến để tiếp ứng. Mời tham quân mau đứng lên. Tạ phu nhân. Vị hảo hán này, cánh tay này của quân đợi đại tư đồ đến đích thân chém đi, hay là biết điều một chút mau thả tiểu thư ra. Thủ lĩnh, chúng ta là lính đào gỗ mà, câm miệng. Ngươi chỉ có một mình. Phu nhân, quân đội của đại tư đồ phái đến đang trên đường đến đây, xin phu nhân đừng lo lắng. Đại tư đồ còn đặc biệt nhắc nhở chúng tôi, cho dù phải bỏ cả tính mạng, cũng phải bảo vệ cho sự an toàn của phu nhân và tiểu thư. Mau đi. Sang đồng, mẫu thân. Mẫu thân. Cô nương, để ta xem nào, không sao cả. Bình tĩnh, bình tĩnh, không sao cả. Cô nương, cô nhìn ta đi. Cô sẽ không sao đâu. Vết thương của cô không sâu, bọn họ chỉ cắt đi một tóc của cô mà thôi. Cô xem này, tự giữ cẩn thận đi. Phu nhân, nơi này không thể ở lại lâu đâu. Được, mau, mau đi. Nào. Đại ca, sang đồng cầu xin huynh, nhất định đừng để cho đại tư đồ điều tra những người đó. Bọn họ làm như thế chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi. Tiểu cô nương, cô thật là có lòng tốt quá. Cậu thật sự là tham quân của Vương Tuần đại tư đồ sao? Tôi chỉ là một thư sinh trên đường trở về quê hương. Tôi tên là Lưu Văn Thúc. Lưu Văn Thúc. Đa tạ ân công đã trượng nghĩa cứu giúp. Không dám nhận làm ân công. Ở trên đường gặp phải chuyện bất bình, tất phải ra tay giúp đỡ. Làm bẩn sách của huynh rồi. Không sao, đó chỉ là một đống đồ không có chủ nhân mà thôi. Quynh nói gì vậy? Không có gì. Mau đuổi theo, mau đuổi theo. Không được để cho bọn chúng chạy mất. Mẫu thân, đứng lại, bọn chúng đuổi đến nơi rồi. Đứng lại. Phu nhân, tiểu thư, ngồi cho chắc. Đứng lại. Đừng có chạy. Đừng để bọn chúng chạy thoát. Mau. Đừng chạy, mau đuổi theo. Phu nhân, người hãy lái xe để ta cắt đuôi chúng. Cảm ơn tráng sĩ cứu mạng. Sau này hai mẹ con ta chắc chắn sẽ đền ơn. Vậy còn Quynh, mục tiêu của chúng là bắt hai mẹ con cô. Ta chỉ là một con tiểu tốt, sẽ không có chuyện gì đâu. Hai người cứ đi trước đi. Nhưng tiểu cô nương, đừng lo lắng. Sau này có duyên gặp lại, mau đi đi.
Lưu Văn Thúc, không kịp nữa rồi, mau đi. Lưu Văn Thúc, hai người đi mau đi, mau vào trong đi, đi mau. Đi đường cẩn thận. Lưu Văn Thúc. Lưu Văn Thúc. Văn Thúc, tạm biệt. Chúng ta nhất định phải gặp lại. Được lắm tiểu tử, dám đơn phương độc mã lừa ta. Sao lại nhìn ra được? Tham quân là võ tướng, phụng mệnh đón người, sao có thể mặc thường phục chứ? Nói mau, ngươi có quan hệ gì với hai mẹ con này? Bèo nước gặp nhau, đây là lần đầu tiên gặp. Trên thế giới này lại có người vì bất ngờ gặp nhau mà tự nộp mạng, quá ngu ngốc. Đại trưởng phu đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể thấy nguy hiểm mà không cứu? Ngược lại các ngươi, tiền cũng cướp rồi, người cũng giết rồi, còn muốn ức hiếp cô nhi quả phụ trói gà không chặt, uổng công là nam nhi. Hôm nay nếu đổi lại người bị cướp là vợ con của các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Các huynh đệ vì kế sinh nhai mới làm chuyện trái đạo lý. Huynh đệ có bản lĩnh là trang nam tử hán, chi bằng làm cánh tay đắc lực của ta. Ngươi thấy sao? Phải xưng hô thế nào? Tại hạ Lưu Tú, nhân sĩ Nam Dương. Ta cũng là người Nam Dương, nhưng ta hận nhất là người Nam Dương. Vinh đệ, hôm nay coi như là ngươi đen đuổi, để ngươi đường đường chính chính chết dưới lưỡi đao của ta. Xem đi. Đại ca, đại ca, tên tặc ở đâu ra vậy? Thật là to gan, dám cướp đồ của đệ đệ lưu diễn ta. Đại ca, tam đệ. Đại ca, tam đệ thế nào rồi? Ban nãy không sao chứ? Đệ không sao. Xin hỏi huynh đài là lưu diễn Lưu Bá Thăng của Nam Dương sao? Thế nào, không phục ư? Không phục thì các người lên hết đi, ta tiếp đến cuối. Hôm nay bại dưới tay người, muốn chém muốn giết cứ nhắm vào ta. Được. Vậy thì hôm nay ta muốn xem đầu của ngươi cứng như thế nào. Khoan đã, có thể giết ta, nhưng mà hãy thả huynh đệ của ta. Đại ca, người này cũng có lương tâm, đừng giết hắn. Không ngờ ngươi cũng nghĩa khí đấy. Có lòng dũng cảm là nam tử hán. Như này đi, bây giờ ta đang thiếu người, đưa người và ngựa của ngươi làm thuộc hạ của ta. Thế thế nào, không cần nói nữa, muốn giết cứ giết. Vị tráng sĩ này, ta và ngươi không thù không quán, hà tất phải liều mạng như vậy? Các người đi đi. Không giết ta thật sao? Tam đệ của ta nói để cho các người đi thì đi đi, mau đi đi. Đa tạ huynh đệ đã không giết ta. Cáo từ. Đi. Đáng tiếc, người này dũng mãnh, biết chịu đựng, nói không chừng sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Đi thôi.